Ở nhà nhớ số. Giờ lấy cái mã trên cùng trước nè. Lấy mã chính giữa nè. 126 nè. Dưới cùng nè anh bằng chút giờ quét mã trên cùng nè 001 nè 78301 nè thật ra cái này là còn phụ thuộc vô cái người thao tác người ta làm nó quen người ta quét nó, canh cái máy nó chuẩn hơn rồi quét mã chính giữa nè 6126 nè 6126 thấy không